Hôm bữa ngồi đọc, ngồi nghe ông Tổ, thầy Nhật Tánh ông đọc cái lá thư đó đã hết 20 phút. Ăn cơm xong mà ngồi nghe mãi. Ngài mới nói như vậy. Lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi không chuẩn bị trước mà sao cái điều này nó đi sâu vào trong cái tâm chúng tôi, cho nên giờ lên đây chúng tôi nhớ. Khi một người đó bị bệnh, họ không biết cái thuốc này chế từ những cái tá dược gì, cái công thức chế ra sao, mà họ cứ chân thật họ uống cái thuốc này vào thì họ sẽ hết bệnh. Ví dụ thuốc ma lốc chữa bao tử, paradon chữa nhức đầu, vân vân. Còn nếu mà cái người mà người ta biết được cái tá dược của viên thuốc này rồi, rồi họ có tìm hiểu hoài, dành thời gian để tìm hiểu cái tá dược, cái công dụng nó làm sao, cái phát tác nó làm sao, và nếu họ không chịu uống á, thì người này không bao giờ hết bệnh. Đúng không quý vị? Không hết bệnh. Nhưng mà nếu họ biết cái tá dược đó, họ biết cái tá dược đó nó có cái công năng để nó chuyển cái mầm bệnh ra sao bên trong đó, họ uống rồi họ giới thiệu người khác, thì cái người mà biết được cái tá dược đó để người ta nói cho người khác nữa thì tự lợi lợi tha, rất là tốt. Còn nếu họ không biết cái tá dược đó, họ cứ chịu chân thật họ uống vô thì hết bệnh không? Hết. Ngày lý luận ở chỗ này hay. Cũng vậy, cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cái thần lực chú Đại Bi và cái câu danh hiệu Quan Tham Bồ Tát là văn sao ngài nhắc hoài. Ngài nói đây là một hường thuốc chữa bá bệnh mà thân tâm luôn, chứ không phải chữa tâm không. Mà vì thân nó an rồi á thì tâm nó an rồi là thân khỏe. Gọi là tâm an thân khỏe, thân khỏe tâm an. Cái gốc là từ nơi cái tâm nó bất an, bắt đầu nó mới đi đến mất ngủ, mất ăn, bệnh hoạn. Cái gốc là từ nơi cái tâm. Mà trị được cái tâm, chữa được cái bệnh tâm bệnh rồi thì cái thân này nó an ổn. Cho nên khi mà mình uống viên thuốc A Già Đà, cái hương thuốc này là có công năng chữa bá bệnh, bệnh sanh tử. Có nhiều người người ta nói, ồ hôm trước thầy giới thiệu cô Giáng Hương có cái cục bú bự như vậy nè, bác sĩ có kiểm tra không? Có giấy tờ coi như là bác sĩ kêu mổ, cô không mổ. Uống thuốc, cô về cô để lên bàn thờ, sợ ông chồng cũng biết là không uống, giấu ở dưới mấy cái lư nhang, giấu dưới cổ bồng chân trái cây, sợ ông thấy. Tinh tổ Ấn Quang, trì đại bi niệm Phật, 2 tháng mấy hết sạch luôn. Bữa chúng tôi với Quảng Tịnh nhìn mà chúng tôi thấy một cục phệ xuống luôn như vậy. Cho nên tổ sư Ấn Quang mới nói rằng là chúng sanh tạo nghiệp nhưng mà không tin vào cái pháp Phật để chuyển nghiệp, rồi đi nhờ thầy thuốc này nhờ thầy thuốc nọ, thuốc làm sao chuyển nghiệp được. Dẫu cho có đi nữa là lúc đó trong mạng mình bắt đầu là gì? Nó có cái công đức để nó chuyển nghiệp thì nó nhầm phải ông người đó, nó hết bệnh. Mà nếu mà kêu rằng là thuốc mà chữa được nghiệp, chữa được bệnh thì làm sao có người chết? Chết quá cỡ. Giờ xuống chợ rẫy thôi. Bữa có cái ông đó, ông nói bây giờ con mới hiểu sao là nhà thương chợ rẫy. Hỏi sao? Kêu người ta nằm ở cái nhà thương này ở dưới, mấy người nghèo ở dưới vườn dưới rẫy lên, nó nằm như chợ cho nên gọi chợ rẫy. Ông phân tích vậy. Ông kêu mấy người ở vườn ở chợ nó nghèo không có, nó lên nhà thương này nó nằm như chợ gọi là chợ rẫy. Thôi hành lang nó nằm ngang hết, mà khi vô đó là bao nhiêu dư trùng bệnh, lúc nào cũng thấy ông này bệnh, ông kia bệnh, cái bệnh nó dồn thành một khối mà luôn luôn nghĩ bệnh thì cái bệnh này nó càng phát tác mạnh hơn nữa. Sống với con bệnh, sống với nghiệp bệnh luôn. Tâm tưởng sự thành, quên nó đi, không thấy bệnh nữa. Phật tánh của mình là nó là thể tánh bất sanh bất diệt, không bệnh không đau. Câu Phật hiệu này giúp cho mình thoát khỏi cái nghiệp này, không đề khởi cái này nổi. Tạo nghiệp ác kinh khủng luôn. Bây giờ tâm vướng vô ác mà để thay đổi cảnh giới ác này, bắt đầu vào cảnh giới thiện thì phải có sức đột phá công phu, hoặc có người khai thị. Bữa có một cái chú đó tên chú Tư, cậu Tư của cô Viên Anh, ông đang nằm mồ hôi nó chảy ra, mà cái phòng không có phòng lạnh. Chúng tôi tổ chức ở Vĩnh Nghiêm xong ghé ngang qua thăm, thấy ông tội quá.
Gặp chúng tôi cũng mừng quá chừng, chúng tôi mới nói bây giờ cái nghiệp mình nó buộc mình không biết ngõ nào mình rờ, không biết ngõ nào mình chạy, cũng không biết ngõ nào mình kêu ai, thôi kêu Quan Âm Bồ Tát đi, rồi Ngài gia hộ nhanh lắm, chứ mình chịu thua, mình làm không được đâu. Hàng ngày mình sống cái gì cũng đưa người khác hết đó. Bây giờ bà vợ chuẩn bị lấy thức ăn cho chú ăn, quần áo ông bà cũng giặt, cái gì cũng phải nương người khác hết. Thay vì chú về nhà chú cũng phải nương, ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ, ban đêm cũng phải có cái đèn để mình đọc sách, cái gì cũng phải nương người khác hết. Mà cái nương cái bên ngoài đó gọi là tha lực. Tha là bên ngoài, lực là cái sức mạnh nó làm cho mình được tồn tại. Thế mà sao Phật lực Bồ Tát Quan Âm, Phật lực của Phật Di Đà mình lại không tin, mình miệt thị Phật lực, mình chê bai Phật lực, mình coi như là cơm thừa căn cạnh. Là bởi vì không ai khai thị cho mình biết, và không có niệm Phật, không niệm Quan Âm, không trì đại bi, cho nên mình không tin Phật lực. Nghe đến đó cái ông giật mình, bắt đầu quay lại ông niệm Quan Âm, cái tâm bắt đầu nó yên xuống, nó không có lao chao nữa. Vừa đông chưa tới ngày cái là có bác sĩ tới sao chuyển đi chỗ này chỗ nọ, cái tìm ra con bệnh được cái gì đó, uống thuốc uống đồ này nọ, cái về ông khỏe. Ông kêu trời, Quan Âm linh ghê. Nhưng mà cái cảnh giới mình để nâng cao, để mình đột phá nó, để mình niệm Quan Âm á, bình thường mình ngồi mình nghe như vậy thì có lý, nhưng mà đến lúc mà có người phải khai thị cho mình, mà mình đã gieo cái nhân mình nghe sẵn rồi á, quý vị hôm nay quý vị đang nghe như vậy, quý vị có niềm tin rồi. Chỉ người nào người ta nhích nhẹ khai thị quý vị bám vô được. Còn những người ta không có niệm, người ta không có tin mình, giàu cho nói đi nữa, người ta chưa có thấy Quan Âm đâu mà gia hộ. Gia hộ là phải có người, người ta tới giúp đỡ, bác sĩ rồi đưa tiền đưa bạc đồ này nọ được chứ. Mắt phàm của mình không thấy được. Cái nghiệp mình nó bắt mình phải làm như vậy, cũng giống như là cái đĩa mà Giác Nhàn nói bốn chị em lên cúng ngày 22 cuối năm mà trai tăng. Ông già ông câu móc cái cần câu ngay cái cổ con cá, một đống đờm muốn khạc luôn, muốn bể cổ luôn, mà ngày nào cũng chén không biết ở đâu ra. Bác sĩ khám chị viêm cổ đâu có đâu gì đâu, cứ khạc hoài cái nghiệp. Rồi cái đập đầu con cá cho nên cứ đập vô tường suốt mấy năm, đập vô kêu tôi chết, tôi muốn chết mà sao không chết đi cho rồi. Đúng là cầu chết không được, cầu sống không xong. Có những người họ nghe trong này họ đang ăn mặn á, họ nghe rồi có cái căn lành họ phát khởi lên, họ phát khởi tính căn lên, họ tin được cái lời này, họ quyết định ăn chay trường. Mà có nhiều người người ta nói, nghe ông nói cũng sợ thiệt, mà về tới nhà gặp cái nồi gà hầm với lại cái gì đó nghệ đồ ngon quá, ngồi nhìn. Ông nói vậy thôi chứ người ta ăn ngoài đời có chết đâu mà sợ, chừng nào chết hắn hay. Thôi quất, quất liền. Cái này gọi là gì? Không sợ thiện ác. Không sợ ác mà không tu thiện. Thì nhà người này chắc chắn dư điều tai ương. Trời, xưa cái nhà của Giác Nhàn kinh khủng, lộn xộn. Năm giết con heo, thỉnh thoảng giữa năm cũng giết. Mà không dám đâm đó, cứ cột cái dây vô trong người, vô cái trụ á, xong chế nước sôi cho nó chạy vòng vòng, nó kêu chết chơi à. Mà nó không có chết, trời, heo nó dai dễ sợ luôn. Chừng nào nó xỉu xuống nó nằm nó con, mà nó không có chết, bởi vì đâm nó mới chết. Giống nhàng nhớ con heo đó là con heo bò. Heo bò tức là nó màu nó lông như con bò vậy đó. Mà thường cuối năm thì ông anh nhờ mấy người khác giết được, nhưng mà trong giữa năm không có nhờ người khác được, cho nên cột cái chỗ nách nó đó, bốn chân người cột chỗ nó khỏi chạy ra, bắt đầu cái chế nước sôi cho nó chết. Trời, dã man thiệt. Thì nhà nó dư cái điều phiền muộn. Còn con gà không biết mà cắt cái cổ nó rồi nó đạp cái cánh nó không kỹ á, nó vỗ cái bạch một cái nó văng ra, nó chạy nó lủi, nó không có thấy đường, cái đầu nó gập xuống rồi mà sao nó lủi, đụng chỗ này nó lủi, đụng vô kia nó lủi, đụng vô kia nó lủi. Trời ơi. Đúng ăn trên một cái sinh mạng chúng sanh. Bây giờ Giác Nhàn nói quý vị về giết cái con gì mà nó không kêu, không la, không sợ, không buồn, không giận, quý vị giết gì ăn. Còn con gì nó kêu nó la thôi tha nó đi. Cái lòng từ mình ở đâu mà sao dám làm như vậy? Mà cái người ăn người ta cũng phải nghĩ cái lúc nó chết nó phải như vậy. Cho nên tổ sư Ấn Quang khai thị nè, lắng nghe nè, lắng nghe nè. Khuyên người ăn chay kiên giết, công đức thù thắng dễ làm hơn là kêu họ đi phóng sanh.
Họ làm tiền cực nhọc khổ cực, họ móc ra 5.000, 10.000, giống như câu hồi nãy, mấy triệu, mấy mười mấy triệu để đưa đi phóng sanh, khó vô cùng. Cái tâm ích kỷ của họ đâu dễ gì kêu họ để móc tiền ra đưa họ đi phóng sanh. Cái chuyện này cũng có một số người làm, tôi tán đồng. Kiên giết cứu mạng mà. Mà cái cứu mạng của ngài đó là cái gì? Không những súc sanh đang chết mà người đó đang gặp khổ, mình phải cứu họ nữa. Là con người mình cứu mạng cho họ bằng những cái pháp lành giúp cho họ. Nếu mà kêu họ đi phóng sanh họ làm nó không được bao nhiêu, hết khó lắm. Mà kêu họ kiên giết, ăn chay, chuyện này dễ làm mà công đức thù thắng hơn. Bởi vì nhiều người được hưởng ứng, nhiều người làm được và trong khả năng họ làm được, đúng không? Không giết ăn chay nó dễ hơn là cái chuyện mình đem tiền đi phóng sanh. Nhưng mà nếu mà làm phóng sanh được cứu mạng trực tiếp nữa thì công đức nó thù thắng. Nhưng mà mình không, quý vị về coi hiện tại quý vị hàng ngày quý vị đi ra làm được không? Vừa công việc bận bịu để tâm vào công việc túi bụi hàng ngày, để vào câu Phật hiệu còn không đủ cái sức để đừng có để chuyện, đừng có nói đi ra chợ mà mua đồ phóng sanh, mất thời gian tốn kém tiền bạc. Nhưng mà nói họ kiên giết để mà họ ăn chay, chuyện này đề xướng cho mạnh. Phải nói ra được cái lý nhân quả là lúc ra đi phải trả nợ miền. Giờ lắng nghe cái chuyện sát sanh. Hôm nay chúng tôi nói riêng về cái việc sát sanh, nói nhiều buổi vì nó nằm ở trong thập thiện nghiệp đạo. Lắng nghe. Khi mà con thú mà nó chết, cái tâm oán hận nó kết lại. Và cái gì nữa? Cái thịt nó bắt đầu biến thành chất độc. Bây giờ mình thực tế mình nói con người thôi. Con người mà nó bực bội, tức tối, đi đâu cũng không bằng lòng, khó chịu trong người, thì con người này bắt đầu bệnh xảy ra. Từ nó cái tâm thức tiết ra một cái chất độc, ung thư, bệnh này, bao tử, bệnh kia, bệnh nọ, đủ thứ bệnh hết trơn. Từ nơi cái tâm nó tiết ra những cái chất buồn giận, bất an đó đó, cái thân mình bắt đầu nó bệnh. Thì con thú khi nó chết, nó bực tức, nó sân hận, nó khó chịu, nó đau đớn như vậy đó, cái thịt nó biến thành chất độc. Mà theo khoa học nói là mình mang về mình để chung với dầu nữa thì nó độc, nó biến thành độc nặng hơn nữa. Khi mình ăn vào thì nó nhiễm cái tánh khí của con thú, si mê, bởi vì con thú nó không biết cha biết mẹ vậy trơn. Con người mình thì còn cái đạo lý biết cha biết mẹ cho nên không có loạn luân. Con thú thì nó chịu thua rồi, gà lớn nó đạp nhau, heo lớn nó nhảy nhau. Một đời nó không biết một đời là nó gọi là si mê. Còn mình thì một đời thì biết một đời. Nhưng mà đời sau thêm một đời nữa, đời sau là mình chịu, mình không biết à. Mà các hàng A-la-hán họ biết 500 đời, họ nhìn thấy mình loạn luân nhiều lắm. Chồng vợ chứ dây trước cha mẹ à. Thì như vậy cái con thú mà khi mà nó chết là cái thịt nó là thịt độc. Có một ông bác sĩ, cái này được dịch ra tờ báo, còn từ Hòa Thượng Nhất Hạnh, ngài biết tiếng Anh rành, ngài dịch ra. Ông bác sĩ bên Mỹ, con trẻ mà ông giàu quá trời luôn. Cái ông bị ung thư xương. Ung thư xương tức những là cái đốt xương nó đen từ từ bắt đầu là nó hủy hoại những cái khớp xương hết. Thì tất cả cũng đều từ nơi cái tâm lý bất an nó sanh ra hết, nhất thiết di tâm tạo mà. Thì cuối cùng ông đem tiền, ông cho một số người nghèo bên Mỹ, họ thương mấy dân nghèo, gọi là những đứa trẻ mồ côi, những bà già trong cái trại dưỡng lão, họ cho một phần, nhưng một nửa luôn, còn nửa một phần nữa ông cho gia đình. Ông để một ít tiền rồi ông thuê một chiếc thuyền, ông đi ra ngoài biển khơi. Mà đi ra biển là ông định đi 3 tháng thì ông mang thịt đồ nó thúi, nó hư, nó mâu hư á. Ông mang hạt là nhiều, rau thì nó hay héo, ông cũng mang một số hạt cũ đồ này nọ ông đi. Thì ông không có nhớ gì bệnh, ông ra ông hít thở không khí ở ngoài biển rồi ông ăn rau quả không. Ông không có nghĩ là ăn chay hết bệnh đâu. Ông đi thoải mái tinh thần, ông kêu trước giờ mình cũng làm, tuy rằng trẻ nhưng mà làm đắc lực cho nên có tiền. Bây giờ mình cái cơn bệnh hiểm nghèo này thôi, giờ mình đi hưởng thụ, ăn rau cỏ rồi. Ông đi 3 tháng ông về, mấy đứa bạn nó nói ông đi khám lại thử coi làm sao chứ biết đâu nó hết làm sao. Kêu sao hết được, đi có uống thuốc đâu hết. Ông cũng không chịu uống thuốc nữa, kêu thôi cái bệnh này là trời định rồi, ông cũng không hiểu, ông kêu trời định rồi. Thì cuối cùng cái ông nghe mấy đứa bạn thân ông lên ông khám cái nó hết. Cái ổ ngộ vậy ta, ung thư xương mà là hết ta.
Thì ông ngồi ông nghiệm lại là ông thấy trong cái quá trình đó là thứ nhất tinh thần ông buông xuống không suy nghĩ cái bệnh. Thứ hai đó là ông ăn rau loài thảo mộc, ông kêu loài thảo mộc chứ không phải loài động vật. Thì hai cái này giúp cho ông lập cái quán ăn loài thảo mộc, ăn chay cho mọi người ăn. Ông bán rẻ. Bắt đầu ông đi làm bác sĩ lại. Thì chính rau cỏ là những loại thuốc trong đó mà mình không biết, nó giúp cho mình giải độc. Mà tinh thần ông không lo lắng cho nên nó giải độc được tinh thần rồi. Thân thể ăn đồ chay thực vật nữa thì gì? Hai cái này nó kết hợp lại thì bệnh gì cũng tiêu. Nếu mà ông niệm Phật là ông giảng sanh luôn á. Ông người Mỹ nó không biết niệm Phật. Cái quan trọng là cái tâm mình không nghĩ đến bệnh. Cái này quan trọng.